Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thế thì ngày hôm nay mình có cái dịp là thay thế nhớt định kỳ cho xe máy, cũng như là việc là thay thế cái lọc nhớt cho chiếc Exciter. Thì cái vấn đề ngày hôm nay mình muốn gửi đến tất cả các bạn, tất cả anh em trong cái việc mà sử dụng cái lọc nhớt thật sự nó an toàn nhất cho xe máy. Thì đối với cái việc mà sử dụng lọc nhớt dành cho xe máy, lọc nhớt giờ giống như là những dòng xe của Yamaha hoặc Suzuki, thì mình cũng có chia sẻ với tất cả các bạn việc mà lựa chọn như thế nào, kiểm tra ra làm sao hàng chất lượng, kém chất lượng, hay là cái việc mà vệ sinh tái sử dụng định kỳ, thì mình cũng có chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Do đó là thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn một video nữa để anh em mình có thể hiểu rõ thêm phần nào về cái vai trò của cái lọc nhớt này như thế nào, và cái việc mà anh em mình lựa chọn nó sẽ quyết định được cái độ ổn định bền bỉ của động cơ ra làm sao nha các bạn. Thì bây giờ đây là cái lọc nhớt. Cái lọc nhớt mình thường sử dụng cho xe Exciter cũng như là Sirius FE các bạn, thì mình chỉ sử dụng một loại thôi, đó là lọc nhớt Zin chính hãng. Nhớ là Zin nha các bạn, chứ không phải là lọc hãng. Thường thường một số bạn, một số anh em đi mua cái lọc hãng, thường nó nằm ở trong một cái là túi giấy. Thì mình chắc hẳn với các bạn luôn, cái lọc đó là lọc không đủ chất lượng các bạn, tức là nó sẽ có cái việc là kém chất lượng một tí. Thì bây giờ vấn đề ngày hôm nay mình sẽ nói thêm, nếu mà các bạn anh em mình sử dụng cái lọc nhớt mà kém chất lượng, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng gì nguy hại cho động cơ xe máy của mình nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến cái máy gần lại tí để mình nói, mình chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ nếu mà anh em mình sử dụng cái lọc nhớt mà kém chất lượng rồi, đúng không, thì cái việc mà đầu tiên khi anh em lắp ráp á, thì khi anh em đưa vào như thế này, đó là một cũng là một cách nhận biết nha các bạn. Khi mình đưa vô như thế này, thì thường cái lọc nhớt mà zin theo xe chính hãng, cái lúc nào á cái gion này nó cũng dày cho các bạn, để khi mà anh em mình bắt cái nắp mà nắp này vào đây, bắt cái nắp này vào, thì có vẻ là nó có một cái lực cản nhẹ, tức là cái lò cái này nè các bạn, cái gion cao su này để làm chi các bạn, nó sẽ cản, nó có cái lực cản như vậy để nó giữ một cái lọc nhớt cho mình giữ ở một vị trí cố định, để cho cái lọc nhớt này không được xoay chuyển nha các bạn. Thế thì khi anh em mình sử dụng một cái lọc nhớt mà kém chất lượng á, đưa vào đây lọc tót luôn, các bạn bắt vào gọi là không có cái cảm giác gì gọi là lực cản hết, thì hiển nhiên khi cái lọc nhớt anh em mình á, đưa vào như thế này mà nó không có lực cản, thì hiển nhiên khi mà cái xe mình hoạt động thì nó có theo một cái quy trình các bạn, nó sẽ bơm nhớt lên đầu quy lát trước, nó bơm lên chảnh, nó bôi xong nó sẽ đi hồi về cái đường lọc nhớt này để nó qua cái lọc nhớt để nó lọc những cái chất cặn bã, giữ lại cái lọc nhớt, nó sẽ giữ lại ở trên cái bề này nè các bạn. Đó, thì như vậy cái lọc nhớt mà kém chất lượng mà các bạn đút vào đây mà nó không giữ vị trí cố định, cái áp lực của cái máy á, nó đưa lên nó hồi về, nó tức là nó sẽ đẩy cái lọc của các bạn trong đây nè, nó sẽ quay vòng tròn như thế này nè, rồi làm sao mà lọc được các bạn. Do đó khi mà anh em mình thay cái lọc kém chất lượng á, bắt vào không có cảm giác, thì hiển nhiên cái việc mà cái lọc nhớt bên trong đây nó sẽ quay như thế này, thì đồng nghĩa với cái việc có cái lọc cũng như không. Mà có cái lọc cũng như không thì hiển nhiên những chất cặn bã hay mạt sắt ba giới này kia thì nó hại cái máy, nó rà cái máy các bạn, nó sẽ làm cái máy của bạn xào hơn nha. Đó là cái việc mà lắp ráp cần chú ý. Còn mình sẽ nói về cái phần mà ở trên cái lọc nhớt về cái mặt giấy. Nếu anh em mình sử dụng cái lọc nhớt mà kém chất lượng, cái mặt giấy kém chất lượng, hiển nhiên là một là nó sẽ lọc chậm. Lọc chậm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái nguy cơ là bị cháy cái mặt giấy này rất là nhiều, rất là cao nha các bạn. Và cái thứ hai nữa đặc biệt nguy hại hơn, thì những cái lọc nhớt mà kém chất lượng, cái bề giấy này nó rất là mỏng. Khi anh em mình bắt vào như vậy, nó sẽ làm cho cái lọc nhớt mình bị biến dạng, tức là méo mó hoặc nghe gã là nó thụng lại các bạn. Đó, tuy thật sự với các bạn luôn, cái lọc nhớt zin chính hãng theo xe nó không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà nó quyết định được cái độ bền của động cơ là do ông này cũng khá là lớn nè các bạn. Do đó các bạn cần phải chú ý và hiểu rõ thêm một cái việc, cái xe mình chạy mượt im hay là không cũng do một phần cái lọc nhớt này nè các bạn. Tại vì mỗi cái động cơ nó thiết kế khác nhau, do mà cái động cơ của Yamaha này, Suzuki hay ở chỗ có cái lọc nhớt giờ. Nhưng mà các bạn phải thật sự chú ý khi mà cái việc mà lựa chọn sử dụng như thế nào cho nó an toàn nhất, thì xe mình nó sẽ hoạt động động cơ êm ái và mượt mà nhất. Thì
Một số anh em mà thật sự mà kỹ tính á, trong cái việc mà sử dụng nhớt cũng như là lọc nhớt á, khi anh em mình đưa vào như vậy thì khi mà cái lọc mà kém chất lượng rồi thì trở lại vấn đề mình đã nói với các bạn, khi mà xe mình hoạt động, cái áp lực bên trong cái cụm bơm nhớt này kia các thứ nó sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn, nó lên được mà nó về không được, hiển nhiên cái việc là nó bị sẽ bị bí hơi như vậy thì nó giảm cái công suất máy. Thì đặc biệt các bạn sẽ nhận diện cũng như nhận dạng ở một việc là cái lúc xe của mình lúc mượt lúc không mượt cũng do một phần là cái lọc nhớt này các bạn đó. Do đó các bạn hãy cẩn thận và trong cái việc lựa chọn sử dụng cái nào cho nó hợp lý nha các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn chỉ cần sử dụng cái lọc nhớt zin thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái lọc nhớt zin một quay mình lại một lần nữa để cho các bạn xem. Rồi ok, kéo máy xa ra đây. Đây đây đi các bạn. Hơi nắng. Buổi sáng này nắng tốt các bạn. Thì bây giờ như thế này các bạn. Thì đây, để mình đem vô mát luôn. Vô mát. Thì đây trên tay mình đây là cái lọc nhớt zin mà mình từng sử dụng. Mình sẽ nói lại một lần nữa các bạn chú ý nhận dạng thêm cái phần này nữa. Về cái mặt mà tem nhãn mát thì quá ok đúng không? Nhưng mà cái phần này nữa nè, cái phần bọc mũ này cũng rất là quan trọng nha các bạn. Cái bọc mũ này khi mà anh em mình coi cái đường viền này nè, là cái đường viền của người ta là được dập máy chứ không phải cái kiểu như mà cái dạng mà lấy mà cái lưỡi cưa các bạn rồi hơ đèn cầy á. Thì sẵn đây trong cái việc mà chia sẻ lọc nhớt với các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề thêm để cho một số mà anh em mình đắn mày râu thường hay đi bi ôm ha, mình chia sẻ vấn đề này nữa. Cái này bên lời nha các bạn. Thì thế thì á, trên tay mình có chiếc khăn mà một số anh em mà thường đi bi ôm đó, mà cái khăn bỏ trong bọc á khui da, không phải là cái khăn mới các bạn, cái khăn tái chế sử dụng thôi. Tức là đi tẩy đi giặt này kia rồi người ta sẽ đưa vào cái bọc như thế này, người ta sẽ lấy cái lưỡi cưa người ta hơ cái đàn cày như thế này. Thì các bạn biết là cái khăn cũ nhiều khi người trước người ta sử dụng lau nách lau này lau kẹt háng này kia thì chết liền nha các bạn. Rồi bây giờ trở lại cái phần mà cái bọc này họ đập đường dân này nè các bạn, bằng máy nha chứ không phải hơ cái kiểu mà lưỡi cưa đàn cày. Thì bây giờ mình sẽ khui ra một lần nữa, khui ra luôn. Thì bên trong cái lọc zin lúc nào nó cũng có một cái túi chống sốc như thế này. Đây, rất là kỹ. Quay lại một lần nữa chi tiết cho các bạn xem. Đây, đó các bạn thấy không? Về cái hình này nè, nhìn như thế này nè các bạn thấy rất là rõ. Giấy được ship rất là dày, khoảng hở rất là đều. Đó, đây. Rồi, có mã số đàng hoàng. Tép cái lò xo bên trong luôn, đàn hồi tốt. Và các bạn quan sát thêm một cái phần này nữa nè, cái phần mà bên trong này cái giấy người ta ship rất là dày, do đó cái vòng tròn bên trong này và cái lò tức là cái vòng mà sắt bên trong là các bạn, nó coi như là sắt cậy luôn. Còn những cái lọc nhớt mà kém chất lượng là cái vòng sắt bên trong này nè nó nằm sát ra ngoài mé ngoài này luôn nè các bạn, do đó là cái giấy của họ rất là cạn, rất là ít đó. Thì trên đây là cái lọc nhớt các bạn thấy không, cái độ sâu rất là nhiều, giấy được ship nhiều, do đó nó lọc rất là tốt. Và do nó ship dày như vậy, khi mà anh em mình siết vào ép cái lực cứng như thế này, hiển nhiên sau một thử sử dụng á, cái giấy này nó sẽ cháy đi và nó không bị thủng các bạn, thì nó vẫn giữ vị trí cố định, do đó cái lọc của mình nó hoạt động rất là tốt đó. Rồi như vậy trước khi kết thúc cái video đó các bạn, thì mình sẽ nhắc lại cái việc thay thế định kỳ các bạn. Thì thay thế định kỳ thì các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ lòng trong cũng như cái mặt tiếp giáp này và cái nắp chụp này. Thì còn đối với cái lọc nhớt zin mà sau khi anh em đã coi được cái clip này và lựa chọn cho mình cái hàng đúng chính hãng, đúng cái lọc nhớt zin theo xe, thì về thay thế định kỳ thì các bạn cứ thay thế tầm khoảng dao động tầm 5 đến 10 ngàn các bạn thay cái lọc nhớt là được rồi nha các bạn. Còn nếu mà trong cái điều kiện mà các bạn lựa hàng khó khăn thì các bạn có thể là sau khi sử dụng 3 bình nhớt các bạn có thể là tái sử dụng, có nghĩa là các bạn sẽ vệ sinh bằng dầu DO, các bạn lắc cho nó ra bớt và các bạn lắp lại, các bạn có thể sử dụng thêm một bình nhớt hay bình nhớt nữa vẫn ok nha các bạn. Rồi thôi thì mình lắp lại, tiến hành lắp lại thôi. Rồi đối với cái việc mà lắp cái lọc nhớt này lúc nào cũng cái lọc nhớt zin đó các bạn, lúc nào nó cũng cầm cạm như thế cho nó có lực cản.
ốc này ốc chân dữ rồi. Bắt bắt ốc dài trước đi các bạn. Các bạn lắp là lắp con ốc trên trước nha các bạn, để cho nó giữ vị trí là nó không vớt cái nắp này xuống. Rồi các bạn cứ từ từ ốm coi cái mặt thớt nó thật sự là nó đều rồi, các bạn ốm đều tay theo vòng 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 như vậy. Thì bây giờ nó chưa sát, các bạn cứ vặn cho nó sát lại một tí thì rồi mình chỉnh. Vệ sinh cái để cho thấy cái mặt tiếp giáp của nó. Như vậy là khá ổn rồi đó các bạn. Bây giờ mình ốm, các bạn cứ ốm vòng vòng theo chiều kim hồ vậy đó. Rồi khá ok, xong xuôi hoàn tất cái lọc nhớt.